Còn chờ đợi gì nữa, tranh thủ tặng quà cho cô ấy trước sự chứng kiến của anh xã. Cái này không dám sao, có anh bảo vệ. Không sao đâu em, không sao, anh hát luôn hả? Cái đó là niềm vinh hạnh. Mặt hơi đơ nha, anh hát nữa nè, chị hát nữa kìa. Thôi nè, đừng có sân như người ta không. Đâu vui quá là vui đi. Đâu vui quá là vui đi. Xin mời. わかるわ。まあ、いいのよ。じゃあ、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 じゃ
cái tình cảm không? Con tim sẽ đến với con tim. Và câu cuối, câu cuối là anh yêu em nhiều lắm. Yeah. Vậy sao yeah. mất vợ rồi anh? Vậy sao chương trình này tụi em nghỉ chơi với nhau thôi? Không sao cả, nghỉ chơi với nhau. Em xúc động anh Hoàng trời ơi. Tôi vẫn tin mèo là người chung thủy. Về yeah. xung quanh cỡ nào cũng không sao hết. Đúng, em giống anh Hoàng á. Cảm ơn bạn Phong. Dạ. Dùng của bạn bằng anh không? Nhìn là biết là hồng rồi. Dạ.